chơi tên lửa nước hiện nay đang rất phổ biến trong giới học sinh trung học. Đây là một trò chơi mang đầy thú vị và mang tính khoa học. Sau đây nhóm chúng mình sẽ giới thiệu tới các bạn một cách làm mô hình tên lửa nước. Sau đây mình sẽ giới thiệu với các bạn về các dụng cụ cần thiết để chế tạo tên lửa nước. Đầu tiên là một ống nước 1,5m đường kính 21mm. Đây thì chúng ta và mình đã cắt sẵn thành một ống đường dài 35cm và 6 ống nhỏ khác dài 15cm mỗi ống. Sau đó thì chúng ta cũng cần một 3 cái ống nối chữ T đường kính 21mm để thực hiện cho việc nối các ống nhỏ chúng ta đã cắt. Một lưỡi cưa để chúng ta dùng để cắt các ống 15cm này. Và một ống 40mm đường kính và dài khoảng 5cm để làm ron cho việc buộc tên lửa. 4 cái đồ bịch ống đường kính 21mm và được dùng để bít các lỗ khí cho không khí không thoát ra giúp việc phóng tên lửa thành công. Một bịch dây lạc nhựa để chúng ta buộc cố định tên lửa như vậy. Một cái ống bơm xe đạp để chúng ta bơm khí vào tên lửa thực hiện nhiệt phóng. Hai đường băng keo nhựa, băng keo lụa để cố định tên lửa. Một ống tiếp keo để dán các phần của ống nước lại với nhau. Một ít xăm xe cũ và một miếng bìa cạc tông để chúng ta có thể cắt thành cánh tên lửa. Ở đây là mình đã cắt sẵn thành 3 miếng để làm cánh tên lửa. Và một cái van xe máy, chúng ta dùng cái van này để gắn ống bơm vào và bơm khí để tên lửa thực hiện nhiệt phóng. Một cái dùi tay. Và bây giờ các bạn hãy nhìn lại phần dụng cụ cần thiết. Cái ống bơm, 3 ống nối hình chữ T, một cái lưỡi cưa, một ống đường kính 40cm, 4 cái ống nhỏ đường kính 21mm, còn ống nước 1,5m đường kính 21mm, một tiết keo, hai cuộn băng keo lụa, cái van xe máy, một dây rút nhựa, ít xăng cũ và một cái đồ dùi tay, ít cạc tông. Được rồi. Tiếp theo tới phần thiết kế tên lửa. Để làm được phần này thì các bạn sẽ cần hai chai nhựa cỡ 1,5. Chai đầu tiên sẽ dùng làm thân tên lửa, còn chai thứ hai dùng làm đầu tên lửa. Riêng chai thứ hai này thì các bạn chia làm 3 phần đều nhau. Dùng một cái bút lông để định vị phần mà các bạn cần cắt, đó là chính là phần đầu tiên ở chai như thế này. Tiếp đó là chúng ta sẽ dùng một cây kéo cắt cái phần thân chai này ra. Rồi. Sau khi cắt thì các bạn sẽ được phần một cái nắp chai như thế này. Và lúc này thì các bạn sử dụng đến cái phần chai hồi nãy để dùng làm thân tên lỗ. Thì lúc này các bạn sẽ úp ngược trở lại cái chai này và dùng cái nắp hồi nãy đã cắt cố định nó trên này. Các bạn có thể dùng băng keo hoặc là keo sắt để dán lại định vị cho nó ngay vị trí này. Tiếp theo các bạn sẽ lấy một bìa cạc tông cắt thành 3 miếng như vậy để làm cánh cho tên lửa nước. Ở đây mình sẽ cắt sẵn thành 3 miếng vuông nhỏ ở dưới góc này và lấy băng keo hai mặt dán sau đây từng miếng. Sau đó mình lấy một chai nhựa và cỡ phần băng keo hai mặt ra để dán lên phần chai được. Đây giống như vậy. Rồi. Chào các bạn, bây giờ sẽ là phần lắp ống nước để làm bể phóng cho tên lửa nước. Các bạn đầu tiên dán keo vào những cái nắp đậy này, dán vào bên trong. Rồi. Lưu ý là phần nào cũng phải dán keo đến đó, sau đó là chúng mình dán keo vào những cái ống nước, dán phía bên ngoài cái ống nước. Rồi chúng mình sẽ gắn lại như thế này. Ống nào cũng làm như vậy. Sau đó gắn cái co chữ T vào đây. Tiếp đến. Và nắp đậy.
là phải chỉ keo. Sau đó sẽ gắp một cái ống nước vào giữa, mình coi chữ T này. Thêm một cái coi chữ T nữa. Các bạn ơi, phải để coi chữ T ở giữa này nằm nghiêng ở góc 70 hoặc 80 độ để tạo để phóng cho tên lửa. Sau đó các bạn sẽ dùng cái ống dài khoảng cách như cỡ này cũng gắn vào đây. Đây sẽ là bệ phóng chính của cái tên lửa nước của chúng ta. Và sau đó đem cái ống gắn. Có chữ T như phần bên này, có chữ T một cái nước cũng ra đầy nắp gắn vào đây. Những cái ống này chúng ta cần phải dùng cái nắp, cần phải có cái van xe đạp đó để gắn vào để tạo áp suất. Bạn nhớ lưu ý là phải chiếc keo để tạo độ vững chắc. Như vậy là chúng ta đã có một cái bệ phóng tên lửa hoàn thiện. Diễn. Sau khi các bạn đã lắp ráp được một cái bệ phóng tên lửa thì ở thanh giữa trụ tên lửa này, trên đầu thanh chúng ta sẽ lấy một miếng xăm lớp xe, lấy chiếc keo dán lại và bấn bên ngoài một lớp băng keo đen để cho chắc. Sau đó ở phía dưới các bạn dùng những cây buộc nhựa này, chúng ta sẽ sắp đều qua và dùng 3 vòng dây để buộc chặt lại, cố định lại để đặt tên lửa nước của mình vào đây và để tạo bệ phóng cho nó. Với những vật liệu đơn giản dễ tìm cộng với một chút hiện tượng vật lý, các bạn đã có một sản phẩm hay rất đáng ngạc nhiên. Xin chúc các bạn thành công với sản phẩm của mình. Tạm biệt.